Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 tóm tắt bài 3 Văn bản thông tin, trang 55 đến trang 61. Đọc hiểu văn bản. Văn bản 1. Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và tuyệt mỹ. Số 1 nhỏ chuẩn bị thì các em xem lại phần kiến thức ngữ văn và những cái hiểu biết về văn bản thông tin nói chung để chúng ta vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Các em đọc trước văn bản Vịnh Hạ Long, một kỳ quan của thiên nhiên độc đáo và tuyệt mỹ, để tìm hiểu thêm thông tin về Vịnh Hạ Long. Nêu một số hiểu biết của em về Vịnh Hạ Long và những điều em muốn biết thêm về danh lam thắng cảnh nổi tiếng này. Các em hãy chuẩn bị thông tin về một danh lam thắng cảnh mà em biết để giới thiệu với bạn cùng lớp. Tiếp theo hai nhỏ đọc hiểu. Vào lúc 17 giờ 17 phút ngày 14 tháng 12 năm 1994 tại khách sạn du lịch Le Méridien, nổi tiếng của thành phố Phuket, miền Nam Thái Lan, Hội đồng Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 18 đã ghi nhận Vịnh Hạ Long của Việt Nam vào danh mục Di sản Thế giới. Thuyết trình về những giá trị ngoại hạng và giá trị toàn cầu của Vịnh Hạ Long thì Hội đồng Di sản Thế giới trước khi biểu quyết, ông Jim Thorsen, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã đánh giá về vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long như sau. Những ngọn núi đá nhấp nhô lên từ mặt nước Hạ Long là một cảnh độc đáo tự nhiên với một sự tuyệt mỹ của thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là các di sản khảo cổ. Nó xứng đáng được bảo quản và ghi vào danh mục di sản thế giới theo tiêu chuẩn của một di sản thiên nhiên. Đánh giá trên của ông Jim Thorsen không phải là mới mẻ và bất ngờ, bởi trước ông khoảng 550 năm thì đại thi hào Nguyễn Trãi trong một chuyến chu du đến Vân Đồn đã đắm say trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hạ Long và khẳng định: lộ nhập Vân Đồn sang Phục Sang, thiên khôi địa thiết phó kỳ quan, dịch là đường đến Vân Đồn lắm núi cao, kỳ quan đất dựng giữa trời cao. Trích bài Vân Đồn Đào Duy Anh dịch. Có lẽ Nguyễn Trãi là danh nhân đầu tiên và sớm nhất khẳng định Vịnh Hạ Long là một kỳ quan. Vậy vẻ đẹp nào của Hạ Long là độc đáo với một sự tuyệt mỹ của thiên nhiên ưu đãi như Hội đồng Di sản Thế giới đánh giá? Một, Vịnh Hạ Long là tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên hoành tráng. Vịnh Hạ Long là tác phẩm nghệ thuật tạo hình kỳ vĩ của tạo hóa, kết hợp hài hòa giữa điêu khắc và hội họa, giữa tính hoành tráng khỏe khoắn với nét duyên dáng mơ mộng. Trái đất này không có vùng biển đảo như nào như Hạ Long, trên diện tích không rộng mọc lên hàng nghìn đảo đá muôn hình muôn vẻ, tựa tấm thảm xanh lộng lẫy lấp lánh vô số châu ngọc, đảo có chỗ quần tụ lại xúm xít, trong xa ngỡ chồng chất lên nhau, hoặc nhìn tưởng là những cái tảng than kiếp lê khổng lồ từ tầng đèo Nai lăn xuống vịnh. Có chỗ đảo đứng dọc ngang xen kẽ nhau tạo nên cái tuyến chạy dài hàng chục km như là bức tường thành vững chãi ngăn khơi với lòng. Có chỗ đảo tách ra đứt nói gầy khúc nhấp nhô. Đảo Hạ Long không phải là những cái quả núi đá đơn điệu buồn tẻ, mà là thế giới sống động với những cái sinh linh ẩn hiện trong biết bao hình hài bí ẩn bằng đá. Đảo này thì giống ông già ngồi câu cá, hòn Lã Vọng, đảo kia tự như là nhà sư đứng chắp tay niệm Phật, hòn Ông Sư, đảo nọ y hệt đôi gà chọi nhau trên sóng nước, hòn Gà Chọi, hay là chú Đại Bàng đậu trên mỏm đá rình mòi, hòn Đại Bàng. Dường như các đảo đá đều có nội tâm, đều có suy nghĩ, khát vọng và hoài niệm về quá khứ như những cái sinh linh. Hạ Long, Bái Tử Long, rồng đã khuất rồi chỉ còn có đá, những đêm trăng đá suy nghĩ như người, khi xuân đến đá động lòng thương nhớ, khi hè gọi đá xôn xao trong dạ đá. Chế Lan Viên, Cành Phong Lan Bể. Đi giữa Hạ Long với hàng nghìn đảo đá sừng sững, trăm nghìn hình nghìn dáng nhấp nhô, ta có cảm giác như đi giữa một thế giới động vật trải qua hàng triệu năm hóa đá. Tại chân các đảo, chỗ móp mép mặt nước biển cả đã cần cù chạm khắc vào chân đảo nhiều hình dáng kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp trong xa tựa bức phù điêu uốn lượn quanh chân đảo.
Trải qua hàng triệu năm với sự tác động không ngừng của nước biển, muối và đá vôi canxi, hình tượng chạm khắc quanh chân đảo hằn sâu xuống làm cho chân đảo vẹt hẳn. Nhiều chân đảo trở nên mảnh khảnh, không còn cân đối với cái thân hình đồ sộ của nó, tạo nên những cái hình tượng kỳ dị ngộ nghĩnh. Tưởng chỉ với một cơn gió cấp 5, cấp 6, những đảo có thể đổ rầm xuống biển. Điểm suyết giữa cái thế giới điêu khắc kỳ lạ nhưng còn ở dạng phác thảo ấy là những cái khối kiến trúc uy nghi được tạo dựng bởi bàn tay tài hoa của nhà kiến trúc sư tạo hóa. Có đảo hình trụ tứ giác bề thế bốn mặt phẳng lì, đen bóng như được ghép bằng ván gỗ lim bào nhẵn hòn mái nhà. Có đảo cong cong giống chiếc ngà voi, càng lên cao càng thon thả và nhọn hoắt hòn ngà voi. Có đảo được cấu trúc bởi những cái phiến đá vuông vức chồng lên nhau, trong chồng trên như trải qua hàng triệu năm vẫn bền vững trên sóng nước, hòn xếp. Có đảo đứng sừng sững trầm mặc án ngữ một cái hướng nhìn ra cửa biển, hòn pháo đài. Mặt vịnh Hạ Long chỗ mênh mông khoáng đạt, chỗ thắt lại như ao vũng, chỗ bị kẹp giữa hai triền đảo như con kênh, chỗ uốn quanh chân đảo mềm mại tựa dài lùi xanh. Vẻ duyên dáng của Hạ Long là cái lung linh bát ngát, cái tĩnh lặng huyền ảo của nước trời. Núi thì lấp loáng bóng nước, nước thì linh láng lưng trời. Chúa Trịnh Cương, bốn mùa Hạ Long, xanh một màu xanh đầm thắm, màu xanh biếc của biển, màu xanh lam của núi, màu xanh lục của trời, màu xanh lấy, trường cửu bát ngát trẻ trung. 2. Cảnh quan Hạ Long biến đổi theo góc nhìn và thời gian. Chiêm ngưỡng Hạ Long không gì thú bằng đi trên con thuyền vườn khe khẽ nhích lướt, len lỏi giữa rừng đảo huyền bí, ngắm nhìn trời nước ẩn hiện. Từ bãi trái vượt qua trũng biển hòn gai hình cánh quạt, hướng tới vùng đảo núi phía nam và đông nam, trông xa như bức tường thành sừng sững nói mặt bể với chân trời. Nhưng khi đến gần thì bức tường thành đột ngột rạn vỡ, biến thành những đảo núi tách biệt lớn nhỏ lô nhô. Những ngõ ngách quanh co đột nhiên mở ra trước mặt rồi đột nhiên khép lại. Đằng sau các ngõ ngách ấy có khi là vòm trời xanh, trứng sáo với dải mây bông trắng muốt lơ lửng, có khi là mảng khơi sóng vỗ với cánh bườm nâu hoặc là tím đang lướt vội. Chưa hết ngỡ ngàng cảnh vật này thì trước mắt lại bỗng hiện lên một cảnh vật khác, mới lạ và đầy vẻ quyến rũ, có khi đang luồn lách giữa những khe lạch chật hẹp. Chợt một dãy đảo sừng sững vụt hiện lên chặn ngang lạch nước, ngỡ đã cùng đường. Nhưng không, lúc đến gần, dãy đảo như né mình mở ra những lối ngoặt quanh co bất ngờ, dẫn sâu vào rừng đảo trầm mặc. Cảnh tượng đó không khác trò chơi ưu tiên giữa con người và thiên nhiên, tạo nên cảm xúc choáng ngợp đối với du khách. Hạ Long vào buổi sớm mùa xuân thật huyền ảo, giữa màn sương bạc mông lung nhô lên thấp thoáng những đỉnh đảo xanh đen bồng bềnh lúc ẩn lúc hiện. Những ngọn núi đá vốn vững chãi bề thế cứng cáp bỗng trở nên mềm mại thanh tú, uyển chuyển khác thường, như được vẽ bằng những cái nét bút lông chấm phá. Cái thú ở Hạ Long vào buổi sáng mùa hè cùng với đón gió nồm nam và tắm biển là chiêm ngưỡng những cảnh mặt trời mọc. Khi vừa thấy phi dương nhô lên trên biển cả là lúc bình minh như ánh đuốc vọt lên sáng rực. Bó đuốc leo lên đỉnh đầu chiếu đỏ bầu trời còn rực rỡ đủ màu sắc hồng, da cam và vàng óng. Ở đằng xa treo trên đỉnh bài thơ hạt kim cương nhỏ xíu của ngôi sao thần nữ còn chưa tắt. Giữa mặt vịnh mênh mông xanh ngắt và tim tím nhô lên những tảng đá vôi hình thù kỳ dị và dường như được bút sơn của một họa sĩ quét lên vô số màu sắc, từ màu xanh ngọc bích đến màu đỏ nâu và vàng. Chính ở đây và lúc này, như chiếc đàn thất huyền, biển cả ung dung rung lên âm thanh réo rắt của gió và dạt dào của sóng. Trưa hè nắng rải trên mặt vịnh gợn sóng lăn tăn vô số sợi bạc lóng lánh, đảo san sát vương dài nằm phơi tấm ngực cường tráng trần trụi. Đây đó hoa lan bám lủng lẳng trên vách núi, nở cánh vàng trắng tím mềm mại, tỏ mùi hương êm dịu vào không gian trong lành của biển. Chiều hè khi đảo đá từ màu lam ngã sang màu tím sẫm là lúc mặt trời cháy tàn ngọn lửa vàng, chỉ còn lại một cầu quả cầu than đỏ rực dịch dần về phía tây rồi khuất sau dãy đảo, hắt lên chân trời ráng vàng hình rẽ quạt.
Giữa không gian đang chuyển màu bỗng vang lên rộn rã bên bờ bãi cháy, âm thanh nhiều cung bậc của sự sống chứa chan khúc nhạc đời, huy cợn một đêm thức trong mưa bão. Nếu đến Hạ Long vào một đêm trăng thu thì sẽ thấy Hạ Long diễm lệ và huyền bí biết bao, mặt vịnh yên tĩnh như tấm gương phản chiếu ánh trăng sáng bạc, lóng lánh tựa thủy ngân. Lúc trăng lên, trăng tà, trong tiếng lao xao của gió và sóng, đảo đá trầm tư ẩn hiện giữa mảng tối mảng sáng xen kẽ, trở nên xa lạ và bí mật. Cảnh quan biến đổi trong chớp mắt, theo góc nhìn và thời gian của Hạ Long là vẻ đẹp độc đáo và đặc sắc chỉ ở môi trường biển đảo mới có được. Ba, hệ thống hang động như những lâu đài bí ẩn. Vẻ đẹp của Hạ Long không chỉ phô bày ở dáng núi sắc trời mà còn ẩn giấu trong các hang động. Hạ Long có hàng chục hang động mở trong lòng núi đá, phân bố nhiều nơi trên mặt vịnh, nhưng tập trung chủ yếu là ở trong khu vực di sản thế giới. Các hang động có quy mô, kiểu dáng, màu sắc đa dạng và phong phú. Trong các hang động đã được phát hiện và đón khách tới tham quan, động Thiên Cung tuy mới tìm thấy nhưng có sức hấp dẫn kỳ lạ. Đường lên thăm động bám theo vách đá dốc ngược, luồn trong đám dây leo, ngang ngát hương phong lan và thi thoảng vọng lên tiếng chim truyền như chào mời. Du khách thăm động vừa có cái thú vui leo núi, vừa có cái háo hức như đang đi lên trời. Động Thiên Cung có tiết diện chữ nhật rộng khoảng 25m, dài khoảng 120m, cao trên 20m. Chiều dài nằm theo hướng bắc nam. Đứng trước cửa động nhìn vào, thoạt trong ta có cảm nhận động có quy mô to lớn, khoáng đạt và bị quyến rũ trước sự tạo tác kỳ vĩ lộng lẫy của thiên nhiên. Trên vách động đông và tây đối diện là hai bức tranh hoành tráng chạm nổi nhiều hình, đường nét mềm mại uyển chuyển và những cái khối điêu khắc có quy mô lớn thô ráp với nét chạm khắc cách điệu khỏe khoắn. Nơi này là voi phục, ngựa phi, hổ vờn, nơi kia là những chiến binh giáp mã với đao kiếm sáng loáng tua tủa. Ngước lên trên hang phía đông ta hoặc bàng hoàng bắt gặp những hình tượng sống động nơi thượng giới. Này là Ngọc Hoàng Thiên Lôi, Nam Tào Bắc Đẩu, râu tóc như mây. Kia là những tiên nữ xinh xắn, si mi lộng lẫy, thức tha đang mải mê múa hát. Treo lơ lửng trên trần hang là chiếc gậy đá thần diệu của Tôn Ngộ Không từng làm náo loạn thiên cung. Chốc chốc lại phát sáng, chiếc gậy đá dài 2m, tiết diện tròn thẳng tắp như có bàn tay. Ai khéo léo đặt một đầu lên cột thạch nhũ đứng sừng sững giữa trần hang. Đầu kia tựa vào vách động phía đông. Mỗi vách động là một kỳ công, mỗi ngăn hang là một tuyệt tác. Đứng dưới vòm động cao rộng màu thạch nhũ xanh, ánh như là giác bạc. Giữa thế giới những hình hài kỳ dị, vừa thật vừa ảo, ta ngỡ như lạc vào chốn thiên cung thần bí mà choáng ngợp. Khác với động thiên cung của hang ở giữa lưng chừng núi, hồ Ba Hầm đáy là mặt vịnh trần cách mặt nước 4-5m khi triều xuống thấp. Hồ Ba Hầm nằm giữa một hòn đảo đá lớn có tên đầu B, tiếp giáp với vùng biển Long Châu Bát Ngát. Cửa hang hình bán nguyệt nhìn ra bên vách đá bằng khoảng ở phía tây bắc của đảo. Đáy cửa hang là mặt nước thông với dòng hải lưu uốn lượn khúc khúc chảy từ cửa vạn vào. Hồ Ba Hầm là một hệ thống gồm 3 trũng biển có tiết diện tròn, vách dựng đứng thành vại thông với nhau từng đôi qua một hang luồn hẹp và vanh co. Du khách vào chơi hồ Ba Hầm phải đi bằng xuồng hay là bằng thuyền con qua hang luồn, nhích dần từ mái chèo giữa rừng thạch nhũ, nhiều kiểu dáng lâu nhô màu sắc rực rỡ. Từ trần hang rủ xuống lơ lửng giữa không gian yên ắng đến kỳ lạ là cuộc sống hồn nhiên sôi động của các loài cá, tôm, cua đang đua bơi dưới lòng nước xanh lung linh. Qua hang luồn, gặp trũng, biến hình tròn chẳng khác gì một cái giếng khổng lồ, cây khế cổ thụ xanh xum xuê. Hoa trái ở cạnh cửa hang là nơi hội tụ náo nhiệt của các loài sóc bay, khỉ đít đỏ, vẹt đầu bạc, chim xanh mắt thau. Xưa nay vẻ đẹp của Hạ Long trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các sáng tạo của thơ ca, âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, điện ảnh. Nhưng đứng trước vẻ đẹp kỳ ảo vừa thơ mộng vừa hoành tráng của Huỳnh Hạ Long thì các tác giả đều cảm thấy tác phẩm của họ chưa xứng đáng với hiện thực. Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của Trung Quốc Quách Mạc Nhược trong bài thơ
cảm hứng trong khi chơi thuyền trên vịnh Hạ Long, viết ngày 20 tháng 7 năm 1957 đã thổ lộ: "Cảnh trước mặt cho tôi vài thi tứ so với cảnh diệu kỳ thơ có cũng như không." Hoàng Trung thông dịch: "Bài viết của chúng tôi chắc chắn cũng không thể hiện được đầy đủ vẻ đẹp, đầy ly kỳ và rất mộng mơ của Hạ Long, thơ của Mireille Gansen, Pháp, bài Vịnh Hạ Long. Dẫu vậy thì qua mấy lời giới thiệu, nếu gặp bạn tri âm cũng là điều hạnh phúc đối với người viết." Theo thị sảnh tạp chí Di sản Văn hóa số 8 năm 2004. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái câu hỏi giữa văn bản như sau. Phần mở đầu nêu thông tin chính gì? Thì phần mở đầu nêu thông tin về thời gian, địa điểm và việc Vịnh Hạ Long được đưa vào danh mục di sản thế giới. Rồi chúng ta chú ý tên viết tắt của các tổ chức quốc tế UICN, UNESCO. 3. Việc dẫn thơ Nguyễn Trãi ở đây có tác dụng gì? Thì việc dẫn thơ có tác dụng làm tăng thêm tính xác thực cho vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, thêm tính trữ tình cho văn bản. Tiêu đề mục 1 cho biết nội dung chính của phần này là gì? Thì nội dung về vẻ đẹp thiên nhiên hoành tráng của Vịnh Hạ Long. Chú ý những chi tiết làm sáng tỏ cho tiêu đề 1. Thì có hàng nghìn đảo đá mà hình muôn vẻ, đảo quần tụ nhau như những tảng than kiếp lê. Đó là thế giới sống động, ông già ngồi câu cá, nhà sư đứng chắp tay, đôi gà chọi. Những biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn này là gì? Nhân hóa, biển cả cần cù chậm khắc, liệt kê nước biển đá vôi, so sánh có đảo cong cong giống như chiếc nhà vôi, điệp cấu trúc có đảo. Tiếp theo, dự đoán nội dung chính của phần 2. Thì phần 2 nói về sự thay đổi của Vịnh Hạ Long theo thời gian. Vẻ đẹp và cái thú ở Hạ Long được khắc họa theo trình tự nào? Thì theo trình tự thời gian: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, buổi sớm, trưa hè, chiều hè, đêm trăng. Đêm trăng ở Hạ Long có gì độc đáo? Thì đêm trăng ở Hạ Long diễm lệ và huyền bí. Mặt mình yên tĩnh như tấm gương phản chiếu ánh trăng. Trong tiếng gió và sóng, đảo đá trầm tư ẩn hiện trở nên xa lạ và bí mật. Chú ý vẻ đẹp đa dạng của hang động Hạ Long. Thì có hàng chục hang động mở trong lòng núi đá phân bố nhiều nơi. Có hang động có quy mô, kiểu dáng, màu sắc đa dạng và phong phú. Hồ Ba Hầm có gì độc đáo? Thì đáy có độc đáo ở đây là đáy là mặt vịnh trần cách mặt nước 4-5 mét khi triều xuống thấp. Cửa hang hình bán nguyệt là một hệ thống gồm 3 trũng biển, có tiết diện tròn, vách dựng đứng thành vại, thông với nhau từng đôi qua một hang lùn hẹp và quanh co. Ý của Quách Mạc Nhược qua câu thơ là gì? Thì ý của Quách Mạc Nhược là cảnh trước mặt quá đẹp, thơ từ của thi nhân cũng không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. Tiếp theo câu 1, trả lời câu hỏi cuối bài. Câu 1, nhan đề của văn bản thể hiện sự đánh giá như thế nào về kỳ quan Vịnh Hạ Long? Thì nhan đề cho thấy sự đánh giá rất cao của tác giả Vịnh Hạ Long, tác giả với Vịnh Hạ Long, nơi đây được coi là kỳ quan độc đáo và tuyệt mỹ. 2. Các đề mục nhỏ và nội dung của văn bản đã triển khai vấn đề được nêu ở nhan đề như thế nào? Trình bày bố cục văn bản bằng một sơ đồ. Thì các đề mục và nội dung đã chứng minh được sự độc đáo và tuyệt mỹ của Vịnh Hạ Long. Thì Vịnh Hạ Long được coi như là tác phẩm độc đáo của thiên nhiên với hệ thống đảo đá muôn hình muôn vẻ. Những cái hòn đảo nhỏ như được chấm lên trên nền xanh ngọc của biển, cùng theo đó là những cái hang động kỳ bí được tạo nên bởi sóng và gió, những cánh rừng xanh biếc rộn rã, tiếng chim hót thật kỳ ảo. Vịnh Hạ Long thay đổi vẻ đẹp của mình theo không gian và thời gian. Mỗi góc nhìn, mỗi thời điểm, Vịnh Hạ Long lại có vẻ đẹp riêng và độc đáo riêng. Những hang động của Hạ Long thì được văn mãn miêu tả như những cái lâu đài của tạo hóa giữa trốn trần gian. Thì tất cả những cái đề mục nhỏ và nội dung của văn bản đều khẳng định Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên, độc đáo và tuyệt mỹ. Câu 3, vì sao văn bản Vịnh Hạ Long một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và tuyệt mỹ được coi là văn bản thông tin?
Trong văn bản này có sự kết hợp của phương thức biểu đạt nào chỉ ra tác dụng của sự kết hợp ấy? Thì văn bản trên là văn bản thông tin vì nêu vẻ đẹp và giá trị của Vịnh Hạ Long. Thông tin được trình bày theo cái trật tự không gian và thời gian. Nhan đề có nêu cái giá trị nổi bật. Các phương thức biểu đạt từ sự miêu tả, thuyết minh và biểu cảm. Tiếp theo câu 4 phân tích những giá trị của Vịnh Hạ Long được nêu trong văn bản. Đầu tiên, giá trị độc đáo là sự kết hợp của điêu khắc và hội họa, giữa tính hoành tráng khỏe khoắn với nét duyên dáng thơ mộng trên diện tích rộng mọc lên hàng nghìn đảo đá muôn hình muôn vẻ. Giá trị tuyệt mỹ thì cảnh quan biến đổi theo thời gian với cái vẻ đẹp huyền ảo và đặc sắc, hệ thống hang động với những cái lâu đài bí ẩn. Câu 5, học xong văn bản thì em có được những cái hiểu biết gì về Vịnh Hạ Long và còn muốn biết thêm những cái thông tin gì về địa danh nổi tiếng này? Thì chúng ta trả lời theo cái suy nghĩ của mình. Câu 6, nếu được giới thiệu một số nét đẹp về danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương thì em sẽ nêu các thông tin nào? Thì được khi giới thiệu thì chúng ta sẽ nêu địa điểm nè, những cái công nhận của tỉnh và quốc gia, vẻ đẹp nổi bật, độc đáo, những cái giá trị về mặt thắng cảnh kinh tế, văn hóa, vân vân.